Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Và trước mắt quý vị là một khu dân cư rất là đông đúc. Và ngày hôm nay Thành mang đến cho anh chị và các bạn một căn nhà thì được cô chủ nhà muốn giao bán lại. Tại vì là ở có một mình và con gái thì cũng ở cách đây tầm khoảng vài cây á, thì cũng muốn về sống chung với con gái. Và con gái mới xây một cái nhà to đùng luôn. Và giờ bán lại căn nhà này để làm vốn cho con gái làm ăn và sẽ ở chung với con gái. Thì đây là một cái dãy nhà đã hoàn thiện cách đây tầm khoảng 1 năm rưỡi. Và đã ở hết và có một căn. Có một căn thì đang có chủ nhà hồi trước mua đầu tư và để đó cho thuê. Thì hiện tại đang cho thuê đó, thì một phòng là 1,5 triệu, thì cả mỗi căn nhà thì có tới 4 phòng thì cũng giá trị thuê cũng được 5-6 triệu mọi người, cũng khá là nhiều nhé. Và mẫu nhà thì một cái căn nhà hộp hiện đại, và đặc biệt căn nhà này thì cô là sử dụng hồi trước mua để ở, cho nên là có thể thấy là được bao bọc rất là chất lượng hơn so với những căn nhà khác. Và tí nữa vào chút nữa chúng ta di chuyển vào trong nhà thì còn một vài phần nội thất của nhà nữa thì cô giao lại cho mình luôn đó, toàn bộ luôn mọi người nhé. Với một cái diện tích là ngang 4,5 m và dài 23 m, và cái cấu một trệt một lầu có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 phòng vệ sinh, có sân ô tô nhưng mà hẻm vào thì ô tô vào cũng không được mọi người. Đó, thì Thành nói vui thôi, nhưng mà chúng ta có khoảng không gian sân thoáng này, không gian nhà cũng rất là thoáng tại vì bề ngang nó tới 4 m. Ở trước nhà thì có trồng cây, trồng hoa cũng khá là xanh tươi. Và vị trí căn nhà mình thì cách trạm y tế xã Hưng Long chỉ có là 1 cây số thôi. Chúng ta di chuyển vào cái hẻm ngay, anh chị từ chợ Hưng Long anh chị di chuyển thẳng Hương Lộ 11 tới trạm y tế, rồi chúng ta quẹo phải, chúng ta đi vào tầm khoảng 1 cây số là chúng ta đã tới nhà. Và đây là một khu dân cư hiện hữu và đã ở rất là đông như đầu video Thành đã quay. Thì anh chị nào về đây sinh sống thì có hàng xóm láng giềng, và đây thì rất là gần chợ Long Thượng. Chúng ta có tiện ích như là điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới di động, rồi ủy ban nhân dân này kia đầy đủ hết đó. Với một mức giá thì Thành công khai cho anh chị từ đầu video luôn ha, giá bán là chỉ có là 2,3 tỷ thôi, và còn thương lượng rất là nhiều cho mình. Anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ Thành ngay thời điểm này luôn ha. Rồi, không để anh chị chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta cùng vào khám phá căn nhà này. Đầu tiên, ngoại quan là một căn nhà hộp hiện đại với một cái hệ thống cổng rào khá là cao và chắc chắn. Bên chị chủ nhà thì đã làm cái hệ thống rào xung quanh và có một cái máy vòm nữa, cho nên là đảm bảo tuyệt đối về cái vấn đề an ninh cũng như an toàn cho căn nhà của mình. Rồi, di chuyển vào bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian phòng, khoảng không gian sân trước thời tầm khoảng là 3,5 m. Thì ở đây chúng ta có thể bỏ rất là nhiều xe máy này, hoặc tiệc tùng chúng ta có thể bỏ bàn ra. Thì hiện tại là đó, như bên chị thì có để sẵn một cái bộ bàn như này, ví dụ tiệc tùng thì đưa xuống, rồi ghế nữa. Đó, thì khách đến nhà thì thoải mái. Rồi ở đây thì có một cái kệ tủ bỏ giày đó. Thì cũng khá là bề bộn thôi, tại vì là sử dụng để ở chứ không phải là không có những kiểu là cũng không có mục đích để mua đi bán lại đâu mọi người. Nhưng mà vì cái lý do cá nhân thì cũng muốn bán lại với một giá rẻ để cho nó ra nhanh. Rồi, tiếp đến thì lớp cửa thứ hai chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực như thế này. Đó, thì rất là chắc chắn. Và căn nhà mình thì thuộc hướng là hướng đông mọi người nha. Anh chị nào đông tứ trạch thì đừng bỏ qua căn nhà này nha. Rồi, tiếp đến chúng ta có một cái khoảng không gian phòng khách. Đó, phòng khách thì ở đầu tiên đập vào mắt chúng ta là một cái tivi to đùng luôn ngay đây. Thì đây đã bao gồm trên cái giá bán mà Thành vừa báo từ đầu video đó mọi người. Một cái tivi to đùng luôn hoành tráng. Thì anh chị gia chủ nào mới về đây thì chúng ta sẽ có sở hữu sẵn một cái tivi như thế này. Mảng tường thì có ốp gạch cao cho chúng ta ha. Và ở dưới thì lót cho mình là gạch với tông màu kem đó. Và ở dưới thì đó là gạch 80-80. Ở trên nhà thì xây dựng rất là cao mọi người, cho nên là mang cho chúng ta một cái khoảng không gian rất là thoáng và sáng đó. Và có hệ thống trần thạch cao này và những cái đèn led kèm thêm một cái đèn vuông đèn ở giữa. Rồi, ngay đây thì trang thờ, và bên chị chủ nhà chỉ lấy đi một vài vật dụng cần thiết, ví dụ như là camera này, rồi trang thờ cũng như là máy giặt đó. Còn lại thì sẽ nhượng lại toàn bộ cho chúng ta ha. Đó, và cái loa kẹt kéo này nữa này. Đó, rất là mê hát hò luôn nha mọi người ơi. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng bếp. Đó, chị chủ nhà thì rất là dễ thương đó. Chị đang nấu ăn thì phiền chị một xíu. Thì chúng ta có một cái khoang gian phòng bếp rộng rãi, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới tông màu trắng, trắng tinh khôi luôn, theo cái tông màu mặt dựng của căn nhà mọi người. Và có cái phần tủ lạnh đó, cái này là nhượng lại cho mình luôn nha mọi người nha. Đó, đầy đủ hết. Và đó, máy lọc đây nữa đó, chị vừa nói luôn, có thêm cái máy lọc nước đây nữa. Sân hao, có một bộ bàn ăn tầm khoảng 6 người ngồi này.
Đó, thì căn nhà mình có công năng tới bốn phòng, gồm có là 3 phòng ngủ, thì 3 phòng ngủ có thể sử dụng cho 6 người hoặc 8 người, tùy theo là có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ mọi người nha. Rồi chị cứ nấu ăn tiếp đi, bắt đầu di chuyển lui sau này ha. Đó, thì ở sau này là một cái căn phòng ngủ đó. Wow, một căn phòng ngủ khá là rộng ha. Thì tiện cho nhà có cô chú lớn tuổi, hoặc nếu mà như chị ở một mình thì chị sử dụng cái phòng ngủ ở dưới này luôn, có bàn trang điểm đầy đủ hết này, có máy lạnh nữa. Và đặc biệt là căn phòng ngủ này rất là thoáng, tại vì có cái cửa sổ nghe không gian này, chúng ta lùa ra ha. Wow, đây là lý do vì sao mà chị đòi chị sẽ không có nhượng lại cái máy giặt mọi người. Máy giặt rất là xịn luôn. Máy giặt Samsung. Máy này mua bao nhiêu tiền chị? Đó, máy 16 triệu luôn mọi người. Rồi đây là cái toilet mọi người, chúng ta xem sơ ha. Tại vì là chị cũng để đồ khá là nhiều, tại vì thấy ở trước bàn ghế này kia thì chắc là chị cũng hay tiếp khách cũng như hay tiệc tùng ở nhà hay sao á, cho nên là cũng khá là nhiều đồ nha. Tuy ở một mình, lâu lâu thì con gái về chơi. Rồi mời anh chị di chuyển lên lầu luôn nha, tại vì thì căn nhà này á, thì hồi hình như là Thành nhớ là hồi tầm khoảng 1,5 năm trước đó Thành có review rồi, hình như là đúng là căn này luôn, nhưng mà giờ thì bắt đầu lại quay trở lại ngay đây. Và rất là có duyên với căn nhà này, hy vọng là người bán căn nhà này chính là Thành nha. Rồi chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian rất là dài, anh chị có thể thấy là cái diện tích xây dựng của căn nhà mình rất là dài luôn mọi người nhé. Ở sau này, phía sau này thì chúng ta có một cái toilet đó, và có một cái này rất là hiện đại, thì chúng ta có thể là lấy ánh sáng làm sân phơi đó, nhưng mà khi mà trời mưa sợ tạt thì lùa lại. Có toilet ở phía sau đó. Và trên này thì như Thành đã giới thiệu từ đầu là căn nhà mình có tới 4 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới, và ở trên có 3 phòng, gồm có 2 phòng ngủ và một phòng thờ đó. Thì phòng ngủ này mọi người, và rất là nhiều phòng nha. Tiếp đến cũng như vậy, thì đây đó. Và đây là một cái rào chắn sắt, nhà mà có con nít mọi người đó, thì chúng ta có cái này, hoặc là nuôi thú cưng chúng ta có thể là chắn lại cho nó khỏi bị nguy hiểm nha. Và cuối cùng đây thì phòng thờ, thì phòng thờ Thành sẽ không review nhiều đâu, tại vì cũng thờ phượng người lớn cũng như là tín ngưỡng tôn giáo của bên nhà chị nhé. Đó rồi, thì giá bán căn nhà thì như Thành đã công khai từ đầu video, thôi thì chúng ta chịu khó lưu sau này tí. Giá bán căn nhà thì Thành đã công khai từ đầu video là 2,3 tỷ, và còn thương lượng nhượng lại toàn bộ nội thất trừ một số cái như Thành vừa nêu. Thì anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho Thành qua số hotline, và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video sau.